Chào mừng anh em trở lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm clip về Michael Owen anh em. Ai kênh Michael Owen ha. Đây, làm sao để nhận được con Michael Owen này anh em. Đó, thì mình đã có 85/200 điểm target token này. Thì bây giờ anh em phải đủ 200 điểm target token đó thì nhận được Michael Owen. Thì theo mình nghĩ á, thì chắc cái này không free đâu anh em. Mình phải chơi anh em, chơi cái skill game nè, chơi cái trận đấu nè để mình lấy cái token nè. Mình chơi xong á là nó tính cho mình rồi, mình lấy cái điểm token là nó tính rồi, không cần mình phải mở cái mấy cái khiên á, mấy cái điểm token bên kia lấy cầu thủ hay là keyboard gì anh em, không cần mở nha anh em, chỉ cần chơi xong mình lấy là nó tính cho mình một cái rồi. Đây anh em, mình chơi xong cái skill game nè để cho anh em thấy ha. Rồi giờ mình nhận cái target token nè, mình chỉ cần nhận thôi đó, nhận một cái target token này đó. Thì đây mình xem nha anh em, đây đấy là lên 86/200 rồi, có nghĩa là mình chỉ chơi thôi, chơi skill game, chơi trận đấu để mình nhận cái target token thôi là nó tính cho mình một cái rồi, không cần mở bên cái khiên này nha anh em. Đây nè anh em, cái khiên bánh nè, bây giờ mình mở cái nha, tại vì nó tính cho mình rồi, mình mở cái này cũng không có tính gì thêm nữa, để cho anh em thấy thôi đó. Thì giờ qua phần chơi lại, đây phần quà nè, đấy vẫn là 86 anh em, có nghĩa là mình chỉ cần chơi skill game và cái trận đấu mát thôi của cái sự kiện này, lấy cái token là tính rồi. Nhưng mà mình nghĩ con này sẽ không ri đâu anh em ơi, nó sẽ không ri đâu, tại mình chơi mình mở cái bên cái chợ đó, bên store đó, bên store để mình lấy cầu thủ qua Felix đó, nên được thêm mấy chục cái nữa đấy. Ok anh em, bây giờ mình vô đội hình để mình thay thế Michael Owen vô nha anh em, để mình review cho anh em sơ qua cho như thế nào. Đây nó là skill second striker anh em, nó chưa có up skill board đó, bây giờ mình vô up keyboard cho anh em nha, up vài cái keyboard đi cho nó lên chỉ số để mình biết nó bút cái nào, bút chỉ số nào ha. Đó ok anh em, keyboard mình cứ up hết rồi đi, up full cho nó đi, tầm được chắc được 5 keyboard rồi, mình nghĩ 5 thôi à là hết rồi. Đây 4 rồi nè, lên luôn đấy. Ok anh em, 5 rồi. Thế là kêu second checker anh em, bút cho chạy nước rút nè, dứt điểm nè, sút mạnh nè, chọn vị trí nè, nhanh nhẹn nè. Thì nhìn chung chỉ số mà đầu mùa như vậy là khá ngon em, có một số chỉ số trăm là 100 là ngon rồi đó, là thấy không, nó có cái kêu là try to beat offside trap là phá bình vị nè, finish shot là sút kỹ thuật nè, ship dribbler lên bằng tốc độ anh em, đấy chỉ số khá ngon nha anh em. Thì bây giờ mình vô vài trận hết chưa hết để mình trải nghiệm nó như thế nào anh em ha. Rồi ok anh em, bây giờ mình vô mình, trận đầu tiên đi, đấy coi như thế nào, mình sẽ đánh giá cho anh em và chấm điểm cho anh em con này ha. Nếu mà anh em muốn lấy con này thì chắc phải nạp thêm thôi, phải nạp cái gói Starbucks á, thiếu khả năng thôi, nó khả năng nha anh em chứ không phải là mình lấy luôn nha anh em đó. Rồi bây giờ mình vô trận đấu như nào ha. Rồi trận đấu bắt đầu, Foden, đúng rồi hay lắm anh đó. Đây Liao, đây Owen, đây Owen đi bắn. Owen vừa có một pha đẩy banh nhưng mà không thành công anh em, nguy hiểm vậy. Foden, Foden sút không vào. Đội bạn có một vừa có một pha nguy hiểm anh em, Foden băng xuống và tung một cú sút góc khá hẹp nhưng mà nó không thành công. Trippier, Bale đi banh không được rồi, Bale vừa có một pha đi banh nhưng mà nó mất banh rồi. Trippier, Foden, Bale, Werner, Owen, Owen, Owen đi bắn không được rồi, Owen khá nhỏ con anh em, có 1m hơn 1m7 thôi, sút không vào. Owen vừa có một pha bu lê anh em, nơi đã đẩy bóng ra quá hay luôn. Đi đâu Owen, đánh đâu vào, yes tuyệt vời. Owen hơi lùng lùng đánh đầu hay anh em, đấy quá hay luôn anh em ơi, một pha đánh đầu của Michael Owen đã mở tỷ số cho đội mình nha anh em đó. Tuy lùng nhưng mà cái việc chọn vị trí là quan trọng nè, chọn vị trí đứng trước hậu vệ là quá ngon rồi, đánh đầu tốt rồi, bật thêm cái bật nhảy tốt nữa là ok luôn đấy. Thì mới vô Owen đã có một pha đánh đầu bật góc ghi bàn anh em, tuy cái hơi mấy mét bảy thôi nhưng mà anh là đánh đầu rất là hay. Tiếp tục trận đấu nha anh em, thật non Kamenge đi out, Owen với là Owen, Owen đi bắn hay quá. Bell, Werner, Werner vẫn là Werner em, Werner
Tạt vào Owen kia. Sút vào. Một cú đúp cho Owen rồi anh em ơi. Quá hay luôn. Owen đúng là chọn vị trí khá hay anh em. Rất là chống chạy anh em. Không ai kèm luôn. Đúng là một con hàng rất là hay cho anh em. Nếu mà anh em có điều kiện thì có thể nạp vô và lấy cho anh em. Ngon nha, ngon. Đầu mùa mà chỉ số như vậy là khá ngon. Mà dứt điểm tốt anh em. Vu lê, một cái vu lê đặt lòng quá hay luôn. Foden, Owen, Bell. Hay lắm, Foden kia. Không kịp rồi anh em. Bell có thể cái trái vừa rồi xử lý bàn không được tốt lắm. Bell tạt vào. Owen đánh đầu, không được. Đấy, anh em thấy không? Owen đứng sau CB là không được. Nói chung anh em đánh đầu mà đứng sau CB là thua hết. Đứng trước là khả năng 90% là anh em thắng. Nguy hiểm quá, Winner kéo vô ra bay. Winner sút vào. Đội bạn nó rút ngắn tỷ số còn 2-1 anh em. Winner khá khỏe anh em. Alaba nó kèm không được. Winner nó băng xuống và ghi bàn. Tỷ số là 2-1 rồi. Winner Foden. Hiệp 1 kết thúc tỷ số 2-1 nghiêng về mình nha anh em. Hai bàn thắng do công của Michael Owen hết. Quá hay luôn anh em ơi. Mới đầu hiệp hạ 1 thôi mà Owen nó ghi hai trái rồi. Tiếp tục nha anh em. Foden. Bell chuyển xuống cho Owen nhưng mà không thành công. Winner thì bạn hay quá anh em. Nhưng mà Alaba đã chặn rồi. Trippier. Bell. Foden. Owen. Bell. Một pha chuyển ban bật giữa Foden, Owen và Bell. Winner đi ban hay quá. Winner bật ban rồi. Cái kiểu heo chưa heo anh em. Nếu mà anh em đi ban không khéo rất là dễ bật ban nha anh em. Bên đây chỉ có khoảng trống thì anh em đi ban mới ngon thôi, chứ anh em cứ đi ban ở giữa như vậy là rất dễ bật ban, tại vì anh đi rất là dài và rất khó theo cái hướng mình điều khiển anh em. Đó, Leo. Vẫn là Leo. Hay quá Leo. Leo làm gì đấy Leo? Tạt vào cho Owen kìa. Lại là Owen sút. Wow, một cú hat trick cho Owen anh em ơi. Quá hay luôn. Không nhận Owen nó chọn vị trí rất là hay anh em. Tại là chỗ chống chạy không anh em thấy không? Nhìn nè. Đấy. Chạy chỗ nè, đấy, ấy giờ nó đứng ngay chỗ vị trí trống luôn. Tạt vào một cú vu lê của Owen rất đẹp. Owen có hai cú vu lê trong trận đấu này anh em, rất là đẹp luôn. Và một cú hat trick rồi anh em ơi. Owen đã ghi hat trick rồi. Owen, vẫn là Owen. Đấy, Owen xử lý bắn khá tốt anh em. Bell, vẫn là Bell. Làm gì đây? Bell sút đi, sút. Không vào. What? Bell vừa có một chút sút nhưng mà không thành công anh em. Owen đã chuyển cho Bell, Bell đi bắn kỹ thuật nhưng mà sút ngay của cú góc hẹp mà không vào anh em. Cái đó góc hẹp quá. Để bạn tấn công. Winner. Foden, hay ấy Foden. Sút. Foden vừa có một cú sút nhưng mà bị hậu vệ cản anh em nên bắn nó đi khá nhẹ. Camavinga, Owen đi bắn đúng rồi. Đấy anh em đi dành cái kêu heo chơi heo mà chống vậy thì ok. Chứ anh em đi giữa giữa nhìn đông hậu vệ thì nó lao vô rồi. Owen hay quá Owen, mọi người hay quá Owen sút. What? 4 trái rồi anh em ơi. Owen đã ghi 4 trái rồi, quá tuyệt vời. Không ngờ anh em. Owen đã hay quá, qua người tuyệt vời. Cái này dĩ bắn qua người anh em đẩy nè. Đây nè. Đấy hay chưa? Hậu vệ có vẻ lên hớ anh em. Owen nó rất lách léo qua luôn. Tuy nhỏ con nhưng mà rất là lách léo anh em. Tỷ số là 4-1 rồi. Owen trận đấu này nó hay quá anh em ơi. Ghi đến 4 bàn thắng và một đường kiến tạo nữa chứ. Quá tuyệt vời. Phong độ quá tuyệt vời anh em ơi. Đúng là một con hàng icon đáng dùng. Nếu mà anh em có điều kiện thì cứ nạp vô mà lấy anh em. Đầu mùa mà. Thấy up lên nữa ok luôn anh em. Đấy. Owen. Sút nguy hiểm, không vào. Như vậy là trận đấu kết thúc với số 4-1 anh em. Cú sút cuối cùng là thuộc về Owen nó mới ghê chứ anh em. Quá hay luôn anh em ơi. 4-1 rồi. Trận đấu này thì Owen nó ghi 4 bàn thắng nè và một đường kiến tạo cho Bell ghi bàn nè. Quá tuyệt vời anh em ơi. Trận đấu quá tuyệt vời cho Michael Owen. Bây giờ mình sang trận đấu thứ hai anh em ha. Xem nó như thế nào. Gặp một bạn Việt Nam nha anh em. Đây. Đấy, đội hình cũng khá ok anh em, 85. Nói chung đầu mùa thì đội hình của anh em thì cũng khá là ná nhau anh em. Mấy con hàng free rất là nhiều. Free thì tám mấy không à. Giờ mình vô trận đấu nha anh em. Mario Fernandez
Alaba. Đặt nó. Winner. Alaba. Alaba giờ mình khá cao anh em. Mất bắn nội nguy hiểm quá. Chuyển đi. Camera bên kia hay lắm Diao. Một pha mất bắn rất là nguy hiểm và mình bắn xuống đây. Diao, xuống đi. 1-0 rồi. Một pha sai lầm của đội bạn và mình đã phản công rất nhanh anh em. Đấy, thì là bắn xuống rất là chống chạy. Một pha chuyền của Camavinga rất hay cho Leao, rất là chống chạy phá vị bắn xuống anh em. Đấy, tuyệt vời. 1-0 rồi. Mới phút thứ 10 thôi mà mình đã ghi bàn rồi anh em ơi. Chibia. Timber. Alaba. Atno. Hay quá. Chipman, hay quá, Chipman. Không được, quá toàn rồi. Owen, đây là Owen anh em, Owen. Owen đi bắn. Hay lắm Bell. Không được rồi anh em, một pha phối hợp giữa Bell và Owen nó không thành công. Mew. Một pha qua người không thành công giữa hai Owen, giữa hai cầu thủ của mình mà ném qua luôn bây giờ chứ. Hay quá. Owen, sút, sút đi, sút. Wow, 2-0 rồi anh em ơi. Tuyệt vời. Một pha chạy chỗ khá hay của Michael Owen anh em. Đây này anh em. Tập số chạy chỗ nè. Đấy anh em chọn vị trí khá tốt anh em, con này chọn vị trí hay chứ. Chọn vị trí tàn trống mà, chỉ cần một đường truyền thọc khen xuống thôi là rất thoáng là Owen nó dứt điểm rồi ghi bàn. Từ mọi góc độ anh em, dứt điểm khá tốt, xuất xa rồi dứt điểm nè. Đấy chọn vị trí nè, đánh đầu cũng khá ok anh em. Một con hàng này, là khá hoàn hảo luôn đó. Nói chung anh em có điều kiện thì cứ nạp nha anh em ha. Michael Owen. Hay lắm. Foden. Foden phạm lỗi rồi anh em ơi. Foden đi bàn khá hay mà đội bạn nó phạm lỗi rồi. Đây. Xuất phạt. Ato. Wow, tuyệt vời anh em. Một pha xuất phạt của Ano anh em ơi. Vị trí khá xa mà anh đánh xuất phạt rất là vào luôn anh em, ghê thật chứ. Đây anh em. Ở giữa sân anh em ơi, ghê thật. Ghê thật chứ. Trời, trời ơi, ghê thật chứ. Giữa sân bên nửa sân đội nhà, đội khách nha anh em chứ không phải là dưới sân kia nha anh em. Oh, wow, 3-0 rồi anh em ơi. Một pha xuất phạt của Ano tuyệt vời. Đây là trái xuất phạt ghi bàn đầu tiên trong FIFA Mobile 22 anh em. Hey, Christian, Hitman. Hitman bắn hay quá vậy, Hitman sút. Wow, hay quá anh em ơi. Hitman có vẻ tốc độ khá nhanh anh em. Đây ghi bàn Đức đánh tỷ số xuống còn 3-1. Ồ, Đức Nguyên đi bàn từ dưới sân luôn, ghê thật chứ. Cái gì Messi vậy anh em, ghê thật chứ. 3-1 rồi. Trận đấu đoàn diễn ra khá hấp dẫn anh em ơi. Foden. Zanit. Owen, mất bắn rồi. Werner sẽ sợ khá hay anh em. Zidman định làm một pha bóng y chang hồi nãy nhưng không thành công. Mình áp sát rất nhanh. Hiệp 1 kết thúc được số 3-1 anh em ơi. Bây giờ mình sang hiệp 2 nha. Leao. Zanit. Bell. Foden. Hay quá Michael Owen. Michael Owen đi bắn. Không được anh em ơi. Michael Owen vừa có một pha nguy hiểm quá. Michael Owen xuống đi. Xuống đi. Trời ơi. Có vẻ Michael Owen quá ham đi kêu nè. Quá ham đi kêu. Và đó sút ở địa bàn rồi. Hay quá. Còn Leao chuyển xuống. Đó là Leao. Leao ham sút của anh em. Nó phải chuyển cho Bell chứ đó mới đúng. Trời ơi. Gỡ thật. Trippier. Bell. Hitman. Trippier. Bell. Một pha phối hợp rất hay của đội bạn anh em. Bé đi bắn không được. Bèo vừa có pha đi kêu nhưng mà phạm lỗi rồi. Đội bạn cũng có nét trong hiệp hai anh em, có những pha đi bắn rất hay. Nói chung là đội bạn đang dồn lên tấn công để hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa anh em ơi. Bèo khỏe đi, đúng rồi. Michael Owen. Michael Owen trời ơi, biệt vị rồi anh em ơi. Biệt vị rồi, mình tưởng không biệt vị chứ. Đây anh em, trời ơi, một bước chân anh em, xui thật. Một bước chân rồi là mình đã ghi bàn rồi, là chống chạy rồi. Trời ơi, quá là xui. Phút thứ 67 trận đấu rồi, tỷ số vẫn là 3-1 nha anh em. Werner. Mất bàn rồi. Ato. Foden mất bàn rồi anh em ơi. Zidane. Hay vậy. Bell. Sút. Wow, 3-2 rồi anh em ơi. Hay vậy ta. Đội bạn có vẻ lên hiệp hai đá khá hay anh em ơi. Nhưng phải phù hợp tuyệt vời. 3-2 rồi. Trận đấu là những trận khá hấp dẫn anh em ơi. Phút thứ 72 rồi. Tỷ số là 3-2. Hay lắm Michael Owen.
các bạn tấn công khá mạch lạc anh em ơi, những đường chuyền tốt quá. Bèo đấy, đi bàn khá hay đó. Ô chuyện này Bèo chuyện đã hơi dài rồi. Chibia Alaba Liao, đúng rồi, Chibia Camavinga, Camavinga hay lắm. Owen, đó là Owen, đi từ từ thôi Owen, đúng rồi. Chuyền đẹp vậy, Foden, Foden xuống đi. Wow, một đường chuyền tuyệt vời của Michael Owen cho Foden anh em. Chuyền bóng chứ ghê chứ, quá đẹp luôn. Đây anh em, đấy. Ô, đội bạn có vẻ không phục anh em. Điệt like anh em, đẹp vậy sao có điệt like, gì phải like chứ. Trời ơi, cái đó quá đẹp luôn mà, được bạn điệt like anh em. Trời ơi, Michael Owen một chuyền bóng cho Foden ghi bàn, quá đẹp luôn anh em ơi. Mà đội bạn điệt like mình mới ghê chứ. Bèo, Michael Owen. Đấy, đi bàn, đúng rồi, hay lắm Michael Owen. Đi bàn, mất bàn rồi, không được con. Thì vào, hay quá anh em ơi. Bật góc nha, chuyển cho Michael Owen nè, đó, đánh đầu. Không được rồi, nói chung là phải đứng trước hậu vệ thì mình đánh đầu mới tốt nha anh em, đứng sau là thua thôi, tại quá lùng. Nói chung Michael Owen thì cao hơn 1m7 thôi, nên hơi lùng anh em. Ôi, trận đấu kết thúc số 4-2 anh em, quá hay luôn em, Michael Owen có một lần thắng và một đường chuyền tuyệt vời. Trận đấu này Michael Owen đá cũng hay anh em, đá nhiều pha đi banh rồi chuyền banh rồi chức điểm tốt, đó anh em, đó. Thì nhìn chung đánh giá con Michael Owen thì cũng khá ok nè, khá tốt á, chỉ có là hơi lùng thôi, không có cao lắm thôi, nhưng mà chạy chỗ đánh đầu dứt điểm, chạy tốc độ khá ok. Thì mình đánh giá con này là 9.75 điểm nha anh em, gần như là hoàn hảo rồi, chỉ thiếu cái là nó hơi lùng thôi, nó trừ điểm trừ thôi là hơi lùng thôi, ở ngoài ra là ok. Anh em có điều kiện thì lấy về chơi ha. Rồi mình kết thúc clip đây nha anh em, anh thấy hay thì nhớ like cho mình nha, anh chưa đăng ký ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.